tiền cắt xe đi ra anh hỏi em giờ nó nghiện gì chứ nghiện không thất nghiện điền ở ra mình phạm pháp có tiền. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là mình đi khám phá ngôi nhà hoang mọi người. Thì mình đến thử xem những ngôi nhà hoang, nghe nói những cái lời đồn nó cũng kinh dị lắm ấy. Thì giờ mình dẫn mọi người đi vào theo mình nhá. Đi đi. Mình theo chân mình nhau nhá. Ủa, quay cũng xe máy. Có xe máy à? Hay chủ nhà về? Hay là người ta nói vậy chứ. Hay người ta đồn vậy. Người ta đồn vậy hay chủ nhà về? Không biết. Cái máy đẹp. Ôi, cái hát này. Số 15780705 luôn. Đẹp luôn. Đó đẹp. Đỏ rực luôn. Ôi. Yêu nắm đồ đạc ấy nhỉ. Ui, mũ bảo hiểm ví ví các kiểu ấy. Cái đầu thờ kìa. À, xem có một người xem cái nhà trên này nó còn gỗ xưa không? Cái này đúng không? Mọi người thì những cái ngôi nhà này toàn là gỗ xưa. Gỗ xưa cổ đấy nhé. À, nhìn vẫn mới keng luôn. Có cái mục mắc gì không? Đây thì trong ngôi nhà thì đi đầu thờ cũng nhìn ghê lắm. Kinh nhỉ. Hương nước đó còn đầy. Cái này trước em vào đây rồi. Trước em vào anh Viên bị ma nó rút chân đi. Có gì không anh? Có gì không? Ồ, lối thông sang thông thiên sang đây à? Các bạn đằng sau ngôi nhà có một cây gì? Ui. Nhìn nó rùng mình hết. Có gì không anh? Các bạn bên dưới này có những tiếng vọng cây đậu phụng này. Đúng, cây đậu phụng này em nghe. Đây. Em nghe cái đầu phường này nó cũng hay có kiểu như nghe lời đồn người ta nói là cái căn nhà này, này người ta như kiểu cây đầu phường rút ma ấy. Những cây đầu phường này hay bị ma ở lắm. Nhà ông thầy phù thủy. Thì mình nghe nói là cái nhà này trước là cái nhà của một ông thầy pháp gọi là ông thầy phù thủy cao tay lắm, cũng chuyên đi bắt ma thôi. Ê, ghê lắm nhỉ. Đây này, em ơi. Ui. Chưa? Điện này. Đấy, thấy không? Điện, điện thờ của ông ấy này. Ui, ui, ui. Quay kìa. Ui, cái ui. Gì này? Máu kìa phải không? Này, nhìn thấy tia máu rồi mọi người. Thấy không? Cái bùa người ta còn vẽ chữ in trên đường luôn. Hiểu em. Cái này như vẽ bằng máu rồi này. Đấy, đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Hình bùa rồi này. Hình luôn. Đấy. Ui, cái nhà này nó cổ bao năm rồi. Nhìn sợ vào đây. Cái này nổi ra gà. Đấy, cái này nó ngứa. Đi ra đi. Nhìn xem có gì không, đi ra đi. Vào trong cái ghê lắm. Chủ như vong tà các thứ. Cái này gọi là tam quan đúng không? Tam quan đúng rồi. Tam quan. Kia bệ ba bệ luôn. Ba bệ. Đây cái này em ơi. Ui ôi, sao lắm điện đấy cơ. Chính tỏ người ta nói đúng chứ không phải sai đâu đúng không? Đúng rồi. Đây như kiểu người ta làm cái điện thờ ấy. Cái điện sai quân của người ta ấy. Này, mọi người. Ui, linh thiêng lắm nhá. Bài cúng này. Bài cúng à? Ngàn năm muôn thuở có cha. Trời thương cặn. Cái gì ấy? Cha làm trời mưa, thấy không? Ôi. Ui, bài cúng người ta thật.
ngàn năm muôn thuở có cha, trời đương cạn hạn hán, cha làm trời mưa, công cha biết mấy cho vừa, thương cha đắc đến chết, con chưa đủ đèn làm tài trai xây dựng sơn hà, muôn năm vì đã có cha tiền đầu vang danh. Cái chữ này chữ gì không đọc? Vang danh hùng hùng biển năm à? Hùng chầu năm hạnh phúc gì? Bài cúng không phải cúng, mình không thì không biết đâu. Quay lại con thì dài không? Đừng đọc nữa. Dài cao xét tỏ tường trăm năm bạc tắc nhìn đường ảnh thôi. Đừng hay, đừng đọc, em tiện nổi xa gà luôn này. Thế này là cái bài cúng của người Thái Pháp rồi. Đúng rồi, bài cúng mà. Bài ông cúng lấy con. Thì mọi người như người ta nói là cái nhà của ông thầy phù thủy nhá. Vâng, là ông thầy phù thủy cao tay lắm ấy. Thì ông chuyên là sai binh thứ, kẻ tướng. Thế chứng tỏ nội đồn, nội đồn đây là đúng anh nhỉ? Thôi em ra đây xem nào. Và các cụ đồn chớ sai. Bếp của ông rồi. Ủa, vào hai điện thì vẫn dùng mình. À, bên đây có cái nhà nữa này. Toàn nhà đẹp không? Ủa, toàn nhà bổ hoang đẹp lắm mọi người ạ. Ấy. Ôi, nhà có tầng không? Ôi, cái gì? Ê, này, bàn thờ nhà ta này. Bàn thờ. Có phải bàn thờ không? Đúng bàn thờ. Đây mọi người, bàn thờ đây mọi người này. Mọi người thấy cái không? Đĩa này. Đúng rồi, biết ném ấy. Mình cũng biết phi đĩa phải không? Hả? Ờ, mình cũng biết phi đĩa hả? Đây, lấy xem mình phi đĩa đấy. Quá buồn. Hết nhà rồi. Nhưng mà sao những nhà đẹp này đó, người ta bỏ nhỉ? Hả? À, nên gác nè. Gì? Ê ơi, đẹp phết đấy, có cả khác. Ui, cái gì? Cái gì anh? Ui. Có thấy gì không? Ui ôi. Anh nhìn cái ba lô nó cũng được cái gì. Ê ơi. Toàn quần áo ấy nhỉ. Sợ ít quần áo nhỉ. Ui gác này không được. Ui gác này mát phết đấy. Nhà xây buồn cười thế nhỉ. Ui trời này nóng quá nhé. Nóng lắm. Đi xuống nhá. Anh xuống đi. Thế vẫn người ở nhỉ, chó vẫn cắn ấy. Đây là đã mở cái khu này, cái khu mà ma tà nó đậu. Đúng rồi, chỉ có khu này thôi. Anh em đi 3-4 nhà rồi, toàn bỏ hoang luôn thôi. Ôi dồi ôi. Khen lâu lắm rồi. Cái toàn đồ bỏ hoang lâu lắm rồi thôi. Từ khi thì có đúng một cái chai. Em đi. À ha. Tay nghề vẫn kéo lắm. Ôi, ở dưới đây còn có gì đây. Rộng hết, cho đây có con nhà nữa cả. Ê ơi, rộng phết nhỉ. Bài sinh. Này, của người heo. Heo, ô cái lọ gì kia? Hả? Lọ gì kia? Hai lọ gì đây? Thạch thủy tinh nhỉ? Cái nhà này xong rồi, anh nhận về cái vòng vòng. Thì em mới sang qua nhà. Sao mình thấy có cái xe máy dưới kia ta? Đúng rồi. Có thằng có xe máy đấy thì 3-4 nhà không thấy ai đâu nhỉ? Mọi người thì cái cảm giác ở nhà hoàng thấy cũng ghê rồi. Thấy nó ghê. Sợ chứ. Nhưng mà em thấy cảm giác ghê nhất cái nhà bên kia ạ. Nhà có điện. Nhà có hai cái điện nhé.
người khi cái nhà mà có điện như kinh. Vào một lúc mà anh vẫn anh đọc cô thần chú cơ, à không, cái bài cúng mà nổi ra gà luôn. Đúng lắm, anh vào mình đọc cái bài cúng lên thấy kinh. Toàn nói về cha trời, đức chúa trời thôi. Gọi mưa gọi gió các thứ. Đi vào trong đấy nhỉ. Mà có xe đẹp như này ở đây. Mọi người có xe đẹp đây, anh em rất là. Hay, xe rất là đẹp luôn nhá. Đẹp nhỉ, không thấy ai luôn. Toàn thuốc không? Đồ đạc của nó anh kinh khủng nhỏ hoa, anh kinh khủng cái gì? Này là cái gì đây? Nghiện, mọi người nghiện. Đừng quay nhau. Mọi người nghiện đang chích. Ui ui kìa. Ui nó đang chích kìa. Ây đấy, đang đi ven. Nó đang đi ven mọi người. Ui xe mẹ thích hả? Rồi đi xe vào nó chích là hay cắp xe nó vào đây. Điên à. Chắc là nó thấy nhà hoang nó phi về nó chích đấy. Nhưng mà xe đéo đẹp hay nghiện làm gì xe đẹp vậy? Hả? Nghiện làm gì có xe đẹp. Thì nó đi ăn cắp. Ăn cắp hả? Xe đi giờ anh hỏi em bây giờ nó nghiện gì chúng em mình rất biết rồi. Điền rồi rất là mình phạm pháp. Phạm pháp không? Nó có tiền.